Hello, xin chào 500 anh chị em của thế giới anime. Như bạn biết đấy, Pokemon Journey là phần phim thứ 23 của series Pokemon, tương ứng với thế hệ 8 của Pokemon. Trong phần phim này, chúng ta vẫn tiếp tục theo chân cậu bé Satoshi khám phá các vùng đất trong thế giới Pokemon. Và lại một năm nữa kết thúc. Trong một năm vừa qua, trong Pokemon Journey đã có những sự kiện đáng chú ý nào xảy ra? Satoshi đã trải qua những chuyện gì? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với thế giới anime. Tôi là Kirito. Hôm nay tôi sẽ tổng hợp những sự kiện nổi bật của Pokemon Journey trong năm 2021 nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu với. Sự kiện đáng chú ý đầu tiên, đó là việc ngài Go thu phục Suicun. Nói ra thì hơi buồn, nhưng đó là sự thật. Tất cả chúng ta ai cũng nghĩ Pokemon huyền thoại là những vị thần của thế giới. Sức mạnh của chúng vượt xa sự hiểu biết của con người và không thể bị thu phục. Nhưng không, nó chỉ đúng ở các thế hệ trước. Giờ đây, với sự xuất hiện của ngài Go, kẻ nằm ngoài tam giới, có thể thu phục bất kỳ Pokemon nào bằng Master Ball Sơn Đỏ, thì chuyện này có là điều bình thường luôn. Trước đó, Gozer đã thu phục Mugendaina, tên ác thần. Nguyên nhân của sự kiện ngày đen tối nhất thì thu phục Suicun có là gì chứ? Cũng chỉ là một con chó xanh biết làm sạch nước thôi mà. Không những bị thu phục mà Suicun còn bị mấy tên săn trộm sử dụng lưới bắt chó của Đông Lào xích như một con chó. À, mà nó là chó thật mà. Quá chuẩn luôn. Mà anh em cũng đừng trách ngài Go nhé. Pokemon là để thu phục mà. Ngài còn từng dò là sẽ thu phục cả Mão Nhị, Pokemon mạnh nhất thế giới nữa. Kết quả là bị Mewtwo nó đập cho ngu hết cả người, láo nhau. Quay trở lại với Sùi Cảo, Gozer thu phục Sùi Cảo cũng vì muốn cứu nó khỏi đám thợ săn mà thôi. Sau đó, ngài cũng muốn thả nó rồi, nhưng nó không đồng ý và vẫn muốn làm Pokemon của Go. Tuy nhiên, Suicune có vai trò rất quan trọng với tự nhiên, nên hiện tại nó vẫn đang đi khắp thế giới thanh tẩy các vùng nước bị ô nhiễm vì một hành tinh xanh sạch đẹp. Những người bạn cũ comeback qua mỗi phần phim mới, Satoshi sẽ luôn quen biết với những người bạn mới. Như phần này, chúng ta có ngài Go và cô Haru. Chính vì thế, chuyện những người bạn cũ, những người từng đồng hành với cậu hoặc đối thủ có cơ hội quay trở lại, đó là điều mà các fan luôn muốn xảy ra. Trong Pokemon Journey, số lượng nhân vật cũ được comeback là tương đối lớn. Một số có thể kể đến như Koruni, Shigeru, Iris và Hikari. Tôi sẽ điểm nhanh qua từng nhân vật nhé. Đầu tiên là Koruni. Koruni là game leader của thành phố Sara vùng Kalos, một đối thủ, một người bạn khá thân của Satoshi. Lần đầu tiên comeback hơi nhỏ là cô phải làm nền cho thằng Sa để nó leo rank super. Lần thứ hai là khi Sa sang Kalos tìm kiếm bí mật của tiến hóa Mega, Koruni đã dẫn Sa lên đảo Mega giúp cậu lấy được đá Mega. Lần thứ ba là khi cô sang Gala xem Satoshi đấu với Saito, cô ngồi trên khán đài cổ vũ cho cả hai và chứng kiến chiến thắng của Sa có đến 3 lần rồi, không biết là có lần thứ tư không ta. Tiếp theo là Shigeru, bạn thời nhỏ, đồng thời cũng là đối thủ truyền kiếp của Satoshi. Hiện tại, Shigeru vẫn đang đi khắp thế giới để nghiên cứu các Pokemon. Cậu cũng đang tham gia một dự án cực lớn, đó là Project Mew. Chi tiết về Project Mew tôi sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Shigeru có vẻ rất thích trêu chọc ngài Go vì cậu ta cũng tham gia vào dự án Mew nên phần trăm xuất hiện tiếp là rất lớn. Thứ ba là Iris, từ một cô gái hoang dã với ước mơ là trở thành bậc thầy hệ rồng. Iris giờ đây đã trở thành nhà vô địch của vùng đất Isu, thật không thể tin nổi. Khi biết tin, Satoshi cũng tham gia giải đấu Pokemon Cup Thế Giới. Cô đã viết thư khiêu chiến, thật trùng hợp, đây cũng là trận đấu để lên danh Hyper của Satoshi. Tuy rất mạnh, thêm con quái vật Ononokusu nữa, nhưng có vẻ như Iris không muốn thắng. Cô nhường lại chiến thắng cho Satoshi, nhờ đó Sa mới có thể lên được danh Hyper. Nếu Iris không nhường, thì còn lâu Sa mới có thể thắng được. Và cuối cùng là Hikari, đứa con cưng của nhà sản xuất. Nhiều bạn hỏi, tại sao Hikari comeback nhiều đến thế? Tôi cũng chịu à, con cưng thì vậy thôi. Hikari và Koharu hiện tại đã rất thân với nhau. Tuy đã comeback 2 lần trong phần phim này, nhưng chưa hết đâu nha. Sắp tới đây, trong tập phim đặc biệt, Satoshi, Hikari, Gozer và Takeshi sẽ du hành đến vùng đất Hisui, tiền thân của Sinnoh. Để làm gì thì tôi cũng không biết nữa. Đúng là con cưng có khác, comeback nhiều như đi chợ, đâu như đứa con ghẻ nào đó, ha ha. Mày cầm mồm đi. Ngoài những người bạn kể trên thì Champion Sirona cũng comeback. Chúng ta biết được một thông tin cực kỳ quan trọng, đó là Sirona đang ở rank Master. Dự là trong tương lai, Satoshi sẽ phải đấu với chị đại một trận. Khởi động dự án Mew, Project Mew là một dự án vô cùng lớn. Có thể nói là dự án lớn thứ hai chỉ sau Pokemon Cup Thế Giới thôi. Ở đó, người ta sẽ lên kế hoạch để truy vết Mew một cách toàn diện.
Mew Mamazen của mọi loài Pokemon, nó sống hiền lành, không bao giờ làm hại ai, không hiểu sao lại bị lũ con người truy lùng gắt gao đến như vậy. Không những thế, nó còn là mục tiêu thu phục của Gozer nữa chứ. Chán chả buồn nói, Project Mew được thành lập bởi Hodaka, một nhà nghiên cứu có niềm đam mê mãnh liệt với Pokemon. Mục tiêu của ông ta là tìm ra sự thật của thế giới với câu hỏi Pokemon là gì, chúng được sinh ra từ đâu. Cái này thì tôi trả lời được nha. Pokemon Star hay gọi tắt là Pokemon, chúng là những sinh vật ma thuật sống trên hành tinh này, và tất cả chúng đều bắt nguồn từ một Pokemon duy nhất, đó là Arceus. Kế hoạch của dự án Mew là tuyển chọn những trainer có kỹ năng tốt để lên đảo Table tìm kiếm Mew trong một tuần. Nhóm lên đảo sẽ có 5 người, 2 người đã biết là anh Chirugi và chị Asahi, cả hai đều sở hữu Urasifu và là những trainer rất mạnh. Gozer và Shigeru đang cố gắng làm các nhiệm vụ để có thể được nhận vào nhóm thám hiểm. Ngài Go chắc kèo là sẽ được nhận rồi, là main cơ mà. Hiện tại, cậu cũng đang tích cực làm các nhiệm vụ để nhận các token. Khi nhận đủ token thì sẽ được nhận vào nhóm thám hiểm. Cùng chờ đón xem Ngài Go và những người bạn có bắt nổi Mew không nhé. Satoshi lên rank Hyper. Như các bạn đã biết, trong Pokemon Johnny, Satoshi chẳng buồn đi du hành nữa. Thay vào đó, cậu tham gia giải đấu Pokemon Cúp Thế Giới, nơi quy tụ rất nhiều trainer mạnh. Mục tiêu của Sa là leo rank Master để đánh bại Dande, người đang nắm giữ danh hiệu trainer mạnh nhất thế giới. Nếu đánh bại được Dande thì Satoshi sẽ trở thành trainer mạnh nhất thế giới đấy. Chơi lớn một lần cho nó nhanh, khỏi phải lang vòng đi du hành. Để lên được rank Master, Satoshi đã phải chiến đấu với rất nhiều trainer mạnh, leo từ rank Normal lên Super. Và thật may mắn là trong trận đấu với Iris, Satoshi đã giành chiến thắng. Mặc dù đó là nhờ Iris nhường, nhưng thắng thì vẫn là thắng. Cậu đã lên được rank Hyper, lọt top 100 trainer mạnh nhất thế giới. Còn đường phía trước vẫn còn rất gian nan, chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ Satoshi nhé. Satoshi lấy lại vòng Z, đánh bại Denji. Còn nhớ, khi ở quần đảo Alola, Satoshi cùng các bạn rất thích chơi đá. Riêng Satoshi, cậu sở hữu rất nhiều loại Z khác nhau. Nhưng khi kết thúc cuộc hành trình tại Alola, cậu đã để lại vòng Z lẫn toàn bộ các pha lê Z ở nhà giáo sư Kukui. Vì theo lý thuyết, từ kỹ Z làm gì sử dụng được ở mấy vùng đất khác đâu. Trong một lần sang Alola chơi, Satoshi nhận được thông tin về đối thủ tiếp theo, đó là Denji, Gym Leader hệ điện Benshino, người có trình độ của một tứ thiên vương. Vì biết Denji là một trainer chuyên hệ điện, nên Sa đã lấy vòng Z và sang thách thức Denji. Tuy Denji đánh rất hay, thể hiện được sự áo trình của mình. Nhưng bạn ơi, một khi Satoshi nói câu Pikachu, tớ tin cậu có thể làm được mà, thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Sa kích hoạt luôn Z độc quyền của Pikachu để thi triển điện 10 triệu V, thứ từng hạ Kapu Kogeko. Còn Elektabu tuy rất mạnh và có động cơ điện, nó hoàn toàn miễn nhiễm với điện năng, là miễn nhiễm điện năng đấy, nhưng nó vẫn bị điện 10 triệu V đánh cho ngu hết cả người, chả hiểu kiểu gì. Đây là trận thắng đầu tiên của Satoshi khi ở rank Hyper. Satoshi sở hữu đá Mega, Mega Evolution, một loại sức mạnh giúp Pokemon đạt được những sức mạnh rất kinh dị và đã xuất hiện từ khá lâu rồi. Cụ thể là trong Pokemon XY, nhưng hơi đen cho Satoshi, tuy là main nhưng cậu lại không hề sở hữu đá Mega. Trong khi những người bạn khác như Takeshi hay Kasumi đều đã sở hữu những Mega cho riêng mình. Vì biết sắp tới đây, những đối thủ sẽ ngày càng mạnh hơn nên mình cũng phải mạnh hơn. Vì thế, Sa đã sang Kalos nhờ Koruni giúp đỡ để có thể tiến hóa Mega cho Lucario. Koruni đưa cho cậu một viên Keystone to chà bá. Sa đeo găng tay Mega vào, nhìn nó lại ngầu ngay. Sau đó, họ lên đảo Mega để kiếm viên Lucario này. Sau một cuộc hành trình dài, Satoshi và Lucario đã tìm ra đá Mega và đoạt lấy nó. Từ đây, Satoshi chính thức gia nhập câu lạc bộ những thanh niên thích chơi đá, và Lucario chính là Pokemon đầu tiên của Satoshi có thể tiến hóa Mega, ghê gớm thật sự. Đại chiến với Saito. Saito là Gym Leader của thành phố Lateraru Bengala. Cô cũng tham gia giải đấu Pokemon Cúp Thế Giới, mục tiêu cũng là đánh bại Dande. Số phận đưa đẩy thế nào mà cho cô gặp Satoshi. Hai người đã trao nhau cái nhìn thắm thiết và ngay lập tức xét kèo đơm nhau. Satoshi vì sử dụng Ryoru, một Pokemon vừa bé vừa yếu, nên bị con Auto Super nó đập tròn như một cái mền rách. Saito dễ dàng giành chiến thắng. Saito cũng gọi Satoshi bằng cái tên trìu mến là nhà huấn luyện của Ryoru. Lần thứ hai chạm trán vẫn là kèo Ryoru và Auto Super, nhưng kết quả là hòa. Và lần cuối cùng, Satoshi kéo quân sang Gala để kết thúc mối duyên nợ này một lần và mãi mãi. Cậu đang rất tự tin vì có đá Mega.
Trong lần đối đầu này, Lucario đã dễ dàng xuyên con bạch tuộc ô tô Super trả lại mối thù năm xưa. Sau đó, nó tiến hóa Mega cùng Sa liên kết ý chí và xử đẹp luôn con Kyodai Max Kairiki sử dụng Mega để đánh với Kyodai Max. Đúng là hào hảo chua cay. Các bạn nghĩ loại lá chắn bảo vệ nào là mạnh nhất? Bảo vệ, phòng vệ, tường gai? Không, sai hết, là Lucario gắng chịu đựng. Một Pokemon hệ thép ăn mấy chiêu thức như cánh thép, thần điểu hay công kích cực đại tôi sẽ không nói, nhưng nó chịu được cả phi thích và tâm kích siêu cực đại thì tôi cũng xin quỳ, chỉ biết nói rằng ảo thật đấy. Sau đó, Mega Lucario và Satoshi đã liên kết ý chí lại và Lucario đã học được chiêu thức mới, đó là tia sáng thiết giáp, chiêu thức mạnh nhất hệ thép. Một bắn thả luôn con Kairiki, tiếp tục ảo thật đấy lần hai. Nhờ việc đánh bại Saito, Satoshi đã lên rank 36. Đây là một bước tiến rất lớn, giúp Sa tiến gần hơn đến rank Master. Diaga và Palkia đại chiến không thời gian. Sự xuất hiện của hai con hàng này nói trắng ra là hình thức PR bẩn của nhà sản xuất cho hai bản game mới là Kim Cương Được Sáng và Ngọc Trai Sáng Bóng. Nên phần nội dung của ARK tôi đánh giá là không hay. Được mỗi cái Hikari và Champion Sirona comeback là ok, là những vị thần nguyên thủy nhất của vũ trụ. Nhưng không hiểu sao hai con hàng này lại bị Team Rocket không chế. Cái chi tiết Team Rocket móc sợi xích màu đỏ ở đâu ra thì đạo diễn không nói. Vì sự xung đột của hai Pokemon huyền thoại mà không thời gian bị biến dạng, các thế giới kết nối với nhau rồi các Pokemon bị biến thành trứng, nghe thì ảo lòi nhưng đó là sự thật. Riêng hai vị thần của chúng ta đứng bên trong cái vòng và cắn nhau như hai thằng thiểu năng, chán chả buồn nói. May mà có nhóm Satoshi gửi lời cầu nguyện đến Arceus, mọi thứ mới quay trở lại bình thường. Nhưng mà không sao, Hikari của tôi vẫn xinh đẹp và được comeback nhiều là tôi vui rồi. Gengar Kyodai Max. Gengar là một trong những Pokemon của Satoshi trong phần phim Pokemon Johnny. Nó là một Pokemon tinh nghịch, rất thích lếu lều mọi thứ. Nhưng hơi xui là dù ở phần phim nào cũng cần có thằng làm nền. Và ở phần phim này, Gengar đã được chọn mặt gửi vàng để trở thành nghệ sĩ nhân dân kiêm quả tạ vàng của team. Tính đến thời điểm hiện tại, nó mới win được đúng một game thôi đấy. Mỗi lần ra ngoài, nó cứ lẻ lưỡi, đòi lếu lều đối thủ. Chúng nó tức, chúng nó mới đập cho. Bản thân Gengar, nó rất yêu quý Satoshi và muốn trở nên mạnh mẽ hơn để được ở bên cậu. Chính vì thế, nó cùng với Satoshi lại đến thành phố Lateraru để tìm bí quyết về Kyodai Max. Nhờ có sự giúp đỡ của Onion, họ đã kiếm đủ nấm đài và nấu món súp khổng lồ. Nhờ đó, Gengar đã có thể Kyodai Max, nhưng nó vẫn chưa có game đấu nào đâu nha. Và tôi vẫn giữ nguyên dự đoán của mình là Satoshi sẽ đối đầu với Mari trong giải đấu Pokemon Cup Thế Giới. Chính Gengar sẽ là Pokemon giúp Sa giành chiến thắng. Cùng chờ đón nhé. Trên đây là một số sự kiện nổi bật trong năm vừa qua của Pokemon Johnny. Bạn ấn tượng với sự kiện nào nhất? Hãy để lại ý kiến của mình cho AD Đẹp Dai và mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.